phạt thanh niên bình luận trên TikTok xúc phạm cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Nam thanh niên ở xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh bị cơ quan chức năng xử phạt vì hành vi cung cấp thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cơ quan, tổ chức. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và Công an huyện Đức Thọ xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với HDC, sinh năm 1992, trú tại Tân Dân, huyện Đức Thọ về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự nhân phẩm của cơ quan, tổ chức. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh dập lửa tại một ngôi nhà bị cháy. Trên nền tảng TikTok, bên cạnh những bình luận tích cực, biểu dương lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, có tài khoản mang tên Hoàn Cảnh bình luận tại trang gái Can Rượu 38 với nội dung mất 10 củ cho bọn chữa cháy rồi, có nghĩa là mất 10 triệu cho bọn chữa cháy rồi. Cơ quan công an xác định hình ảnh vụ cháy trên xảy ra tại nhà ông Đặng Hữu Minh, thôn Tân Tùng Sơn, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc vào ngày 11 tháng 7. Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được tin báo đã điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với Công an huyện Can Lộc, Công an xã Tùng Lộc cùng người dân tổ chức chữa cháy. Đám cháy đã được dập tắt với sự nỗ lực của lực lượng chức năng và người dân, bảo vệ an toàn cho các thành viên trong gia đình ông Minh và kịp thời ngăn chặn cháy lan sang các nhà liền kề. Sau khi nắm rõ vụ việc, cơ quan công an tiến hành xác minh người sử dụng tài khoản Hoàn Cảnh bình luận với nội dung sai sự thật. Ngày 16 tháng 7, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, Công an huyện Đức Thọ triệu tập HDC để làm rõ hành vi bình luận trên mạng xã hội của thanh niên này. Tại cơ quan công an, HDC đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình, đồng thời nhận thức được việc bình luận nội dung sai sự thật như trên đã gây ảnh hưởng và xúc phạm tới danh dự, uy tín của lực lượng công an nói chung và lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nói riêng. Với hành vi vi phạm nói trên, HDC bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng.